Theo tin từ Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Vietjet, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 28 Việt Nam Expo 2018 với chủ đề Việt Nam Expo tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE. Theo Ban tổ chức Việt Nam Expo do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại thực hiện tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991 là cơ hội giao thương không thể bỏ qua cho doanh nghiệp các nước và khách mời quốc tế. Hội chợ năm nay dự kiến thu hút sự tham gia đông đảo của trên 500 gian hàng thuộc 450 doanh nghiệp đến từ 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Ai Cập, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Cuba, Lào, Campuchia, Mông Cổ. Tại hội chợ năm nay, sản phẩm trưng bày sẽ tập trung vào các nhóm ngành hàng như máy móc thiết bị, xây dựng và vật liệu xây dựng, điện, điện tử và công nghệ thông tin, nguyên phụ liệu, thực phẩm đồ uống, nông sản, gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ. Theo ban tổ chức, việc Liên bang Nga tham dự Việt Nam Expo 2018 trong vai trò khách mời danh dự là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa, kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội xúc tiến thương mại hiệu quả cho doanh nghiệp.